Cậu bé 13 tuổi sở hữu một siêu xe Bentley 30 tỷ, một biệt thự 200 tỷ và tiền học phí một năm chỉ vỏn vẹn có 1 tỷ mà thôi. Lê Kỳ Anh, tên thật là Bo, sinh năm 2013, có bố là doanh nhân Thành Đạt, còn mẹ là nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên, nên từ nhỏ, Lê Kỳ Anh đã có cuộc sống được ví như hoàng tử. Tuy ly hôn, nhưng ca sĩ Lệ Quyên và chồng cũ doanh nhân Đức Huy vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cố gắng dành cho Kỳ Anh những điều tốt nhất. Cuộc sống của cậu bé càng được nhiều người quan tâm bởi sự sung túc và ưu ái đặc biệt từ gia đình. Lớn lên trong gia đình giàu có, Kỳ Anh được bố mẹ tạo điều kiện về mặt vật chất tốt nhất. Cậu theo học trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin trên trang web của trường, mức học phí cho năm học 2023-2024 dao động từ hơn 227 triệu đồng một năm đến hơn 923 triệu đồng một năm. Chỉ xét riêng về mức phí ghi danh cho học sinh mới nhập học của trường đã lên đến 25 triệu đồng. Bên cạnh việc đầu tư cho giáo dục, Lệ Quyên và Đức Huy còn dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con trai. Ngay từ nhỏ, Kỳ Anh đã được mẹ chăm chút về ngoại hình và phong cách ăn mặc với những món hàng hiệu đắt đỏ. Ngoài ra, cậu bé còn di chuyển bằng xe hơi tiền tỷ hay máy bay hạng thương gia, đi du lịch nhiều nước và tận hưởng các dịch vụ cao cấp. Đặc biệt hơn, Kỳ Anh được bố tặng cho chiếc siêu xe Bentley Flying Super với trị giá 30 tỷ đồng trong dịp sinh nhật 11 tuổi. Dù con trai chưa đến tuổi lái xe, nhưng nhiều người cho rằng đây là món quà thể hiện sự cưng chiều của người cha dành cho con trai. Bên cạnh đó, Đức Huy cũng đã chuẩn bị sẵn một căn biệt thự hoành tráng trị giá 200 tỷ đồng để dành tặng cho Kỳ Anh khi con trai trưởng thành và lập gia đình. Wow. Đúng là vô địch trong làng đầu thai, đi lùi mãi mới trở về vạch đích. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TVGens, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.